Rồi chào các bạn nha. Sau đây mình sẽ bắt mấy cá rô nó bò lên sau nhà của mình nhóc dân các bạn ơi. Rồi sau cơn mưa lớn thì nó bò lên quá trời luôn nè. Ở đây nó còn ra bắt liền các bạn ơi. Bò cho xuống kìa. Ba con này các bạn. Hai bốn sáu tám con, được 8 con các bạn ơi. Lóc lên mấy đường nước chảy nè, sau cơn mưa quá trời lớn luôn. Đâu vậy, đâu vậy? Vậy vậy nè, chắc đường về dài có cốc rồi bắt cho ta. Đúng không? Mình đi ra ngoài vườn nữa mà không có nữa các bạn ơi. Mình đi vô các bạn. Thôi vậy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.